Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Mỗi Kỳ Một Chuyện do đài truyền hình OTK thực hiện. Hôm nay là chương 1, mỗi bài hát là một câu chuyện do chương Xuyên Ti thực hiện. Thì mình sẽ gửi đến các bạn bài hát Bóng Mát Đời Con, một bài hát mà mình rất là thích về nó về cha mẹ. Nghe nhé. Mẹ cha ơi, những bước chúng con bước trên đường đời là môi rung, mắng mẹ cha luôn dõi theo. Mỗi va vấp khó khăn vượt qua, chúng con không sờn niềm tin mẹ cha vẫn luôn bên con. Dù cho bao năm qua chúng con mãi mẹ vui chơi, và đôi lúc chẳng màng thời gian sẽ qua, té đi mất tuổi xuân, nặng vai với bao ưu phiền, mà sao con vô tâm quá không nhận ra. Lòng mẹ em như dòng sông, nước trôi theo nguồn, để cho con lá nhỏ mong manh cứ trôi. Tình cha bao la biển khơi, nắng mưa gió sương của đời, cho trẻ yêu thương chúng con vô bờ. Nhớ ánh mắt cha long lanh vui thay con nên người, nhưng vẫn cố giấu đi dòng nước mắt. Nhớ dám mẹ yêu xanh sao vì con năm thân, cho đời con không quên luôn nhớ ơn mẹ cha. Vâng, đó là một bài hát mà mình rất là thích. Hôm nay có dịp hát cùng cho các bạn nghe, thì hy vọng các bạn có thể lắng nghe ca khúc này, cũng như là gửi những lời tâm tư đến cha mẹ của mình, những người mà đã bên cạnh mình, chăm sóc cho mình. Thì cũng là gần ngày của mẹ rồi, thì mình muốn gửi đến mẹ: mẹ ơi, con đã lớn rồi, con đã 20 tuổi rồi, hy vọng là con sẽ có một cái công việc ổn định để có thể là cho bố mẹ một cái gọi là nấu cho bố mẹ một bữa ăn ngon bằng chính số tiền do con làm ra. Giờ tháng đầu tiên con thì sẽ để dành tiền để mua cho ba một cái điện thoại mà con mong ước, thì con đã thực hiện rồi, thì ngày này con về con sẽ mua cho ba. Con mẹ đang coi cái clip này và con gửi đến ba mẹ, chúc ba mẹ mãi sống với con, mẹ không bị bệnh nữa, ba thì bớt hút thuốc lại, anh hai thì có vợ, và con thì sẽ có một công việc ổn định, nhưng mình lúc nào cũng vui. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Xuyên Ti, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt.